Rồi, em chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha. Trở về kênh của những anh em đó thì ngày hôm nay em cũng chia sẻ về cái câu chuyện của má Tư. Má Tư cũng lên chia sẻ rằng thì bây giờ cái thằng Thám Tứ Lùng á, nó cũng đã kêu bằng là nhận kêu bằng là ở địa phương nó cũng đã có một cái kêu bằng là cái tích đen rồi. Dạ. Đó thì ngày hôm qua thì Hồng Loan đến đó đó thì cũng đã chia sẻ với địa phương á, là phía bên thằng Thám Tứ Lùng đó nó cũng lên nó nói nó bôi nhọ Hồng Loan đó, thì Hồng Loan cũng đã báo với địa phương rồi, nhưng mà có một số kênh lên chia sẻ rằng á, tại sao cái ngày mà ngày hẹn ngày 28 mà tại sao xuống ngày 27, bây giờ xuống ngày 27 28, là cũng chung kêu bằng là cũng chung một cái một đến nó làm việc thì nói chung người ta đi trước thì người ta sẽ hay hơn. Tại bây giờ mình, tại vì mình bận công việc thì mình đến trước cái ngày đó thì mình cũng đã đến địa phương để mình trình cái vấn đề là Thám Tứ Lùng đã bao nhọ Hồng Loan như vậy rồi. Cho nên đừng nên nói về cái vấn đề là ngày 27 28, ngày nó không quan trọng. Quan trọng nhất là Hồng Loan đã đến ngày đến tại chỗ địa phương của Thám Tứ Lùng, đã trình báo với cơ quan chức năng ở đó là phía bên Thám Tứ Lùng như vậy vậy rồi, thì chắc chắn em nghĩ rằng thằng Thám Tứ Lùng cũng sẽ có một cái giá rất đắt, và nó đang kêu bằng đang hồi hộp và chờ đợi không biết tới khi nào là phía bên địa phương người ta cũng sẽ mời lên để làm việc. Tại vì bây giờ anh này cũng đang nhận những cái tích đen của rất là nhiều cái drama mà lên mà bao nhỏ nói xấu người ta, thì từ những cái đó mà anh này cũng đã kêu bằng bây giờ muốn rửa cái tội thì chắc cũng không được rồi. Đó thì em có chia sẻ thêm không? Thì mới đây á là cái anh Thám Tứ Lùng này ảnh cũng tiếp tục là lên một cái live stream á, là anh thách thức chị Hồng Loan và chị Ni và chị luật sư nha cô chú. Cái anh này á nói rằng á, mà làm gì mà có cơ sở để kiện được cái anh này, của lý do nào mà sao không có cơ sở cô chú, là cái anh này anh vu khống, anh nói rằng á là tìm được cha của chị Hồng Loan và được mẹ của chị Hồng Loan. Thì cái anh này làm cái gì mà phải đi tìm cha tìm mẹ của chị Hồng Loan? Chị Hồng Loan hồi xưa giờ là cũng đã là lên tiếng rồi, nói rằng á là tôi chỉ có một người cha, đó là cố nghệ sĩ thôi. Thì cái anh Thám Tứ Lùng này anh vu khống mà nói như vậy cô chú, là cái chị Loan mới tức giận, mới làm cái đơn kiện để kiện cái anh này nha cô chú. Rồi chẳng những là như vậy cô chú, mà cái anh này anh xúc phạm rất là nhiều luôn. Đến nỗi á, anh Hải là một người rất là hiền và rất là ít nói nha cô chú, mà anh cũng lôi cái hình anh Hải ra, anh gắn lên cái live stream là bắt đầu anh xúc phạm, là anh chửi cô chú đó. Rồi chị Ni nữa, thì phải nói rằng là vừa rồi cô chú là anh live stream mà nói rằng là sao đến ngày 28 tháng 6 rồi, nghe nói ra tòa rồi mà sao Hồng Loan, chị Ni rồi đâu, sao không thấy đến tòa đâu gặp anh. Hiện tại bây giờ anh rất là ngoan cuồng luôn cô chú. Đó thì những cái mà cô chú anh chị cũng đã biết, khi bằng là cái những cái xúc phạm của phía bên con ve từ ngày xưa tới giờ với Hồng Loan là rất là kêu bằng là cay cú. Tại vì phía bên con ve nó cũng cay cú Hồng Loan rất nhiều, cay cú từ cái lúc từ nhỏ tới lớn chứ không phải tới bây giờ mà cay cú. Nhưng mà thật sự bây giờ Hồng Loan đang ở cái căn nhà số 5 Đò Điểm đó, một cái căn nhà mà của ba mình để lại cho con đó, thì phía bên con ve là cháu nó cũng cay cú, tại sao mà nó không được ở trong căn nhà đó. Nó là cái dạng cháu thì cái lúc mà chú Năm còn sống á thì được ở, tại vì ngày xưa thì con ve nó cũng xin xỏ với Hồng Loan, nó cũng đang năn nỉ Hồng Loan là phải năn nỉ chú Năm đó, là cố nghệ sĩ Tú Linh đó, cho là mẹ con vào ở trong cái bộ dịch ở đỡ thôi. Nhưng mà sao ở đỡ xong rồi thành ở thiệt luôn, ở thiệt thì bây giờ lại kêu bằng là cay cú đi thưa là lấy lại căn nhà. Nhưng mà em nghĩ lấy lại sao được, cho tới mà cái lúc mà phía bên những cái bộ Tâm Sơn Tâm Tai rồi nó cũng lên nó chia sẻ, nó nói rằng á là Hồng Loan sẽ không bao giờ thắng được cái vụ kiện này, và Hồng Loan không bao giờ ở được trong căn nhà số 5 Đoàn Điểm cho tới mà cái thời kỳ ra tòa. Thì hiện tại bây giờ Hồng Loan cũng ở trong căn nhà đó đó, nó báo trước rằng nếu như mà Hồng Loan mà ở trong căn nhà có chừng một năm trời đó thì nó sẽ kêu bằng là thua cái gì rồi, kêu bằng là mình trần thân trụ rồi lấy kêu bằng là tay chân tùm lum la rất là nhiều, nên là nó cá rất là nhiều. Cũng có rất là nhiều nhiều người đã kêu bằng phía bên que con đó cũng vô cá với những người mà kêu bằng đang đấu đá nhau đó, nó cá tay chân được tùm lum la, em cũng chia sẻ vậy thôi. Còn những phía bên trong thật sự hiện tại bây giờ đó thì Hồng Loan cũng đang âm thầm mà làm những cái bước kế tiếp là lấy lại cái bản quyền của chú Năm, và cái thứ hai nữa là đi cái vấn đề mà kêu bằng là tiền vốn điếu đó, rồi cái căn nhà là cái căn nhà là cái ra tòa là chính đó. Thì trong tháng 7 tháng 8 này đó thì Hồng Loan cũng sẽ
được rất là nhiều kêu bằng rất là nhiều cô chú anh chị mà ủng hộ mà chia sẻ để. Đúng rồi anh, thì hiện tại bây giờ là cái số tiền mà trong cái đám tang của cố mà sĩ là cái cô cháu gái này nó vẫn còn là đang nắm giữ nha cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là hồi trước là cái cô cháu gái này nè, nó cũng có là chia sẻ, nó nói rằng là sau khi mà cái phần mộ của cậu tôi được làm xong là tôi sẽ dùng cái số tiền đó để là tôi làm cái lễ là tạ mã nha. Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ là đến cái ngày hôm nay rồi, thì cũng trên một năm rồi, là cái số tiền đó cô cháu gái là làm gì, đâu có làm là cái lỡ tạ mã cho cậu mình đâu, mà cứ đi lên râm rã nói rằng Hồng Loan là con nuôi, Hồng Loan là con không hợp pháp, Hồng Loan là con giấy tờ không có. Ủa sao không có anh? Đó, phải nói rằng mình là một người cháu mà mình lên tiếng mình nói như vậy mà sao mình không làm, rồi cái số tiền đó nó chạy đi đâu rồi? Thì theo như em được biết nha, là trong lúc mà cái đám tang của cố nghệ sĩ á, đó là cái cô cháu gái này là ký hợp đồng với cái công ty BH á, là có là quay cái hình ảnh cái đám tang của cố nghệ sĩ để là truyền tải ở trên cộng đồng mạng á, để cho là tất cả mọi người trong nước và ngoài nước ai yêu thương chị Hồng Loan này rồi cố nghệ sĩ đều xem đều biết đó nha cô chú. Thì cái khoản tiền đó là cô cháu gái này nó nắm giữ rồi, nó lên tiếng như vậy đó, rồi nó nói rằng nó làm, hiện tại bây giờ là nó làm chưa cô chú, hay là sau khi mà tổ chức cái đám tang được an táng xong ở trên kia là bắt đầu là cái thằng chồng đó là có một chiếc SH màu trắng rất là xịn sò luôn cô chú anh chị, thì không biết rằng cái số tiền đó nó dùng vào đâu anh. Đó thì coi theo như em được biết á, thì phía bên hiện tại con ve thì bây giờ nó cũng đang kêu bằng là nó không muốn ra mặt về cái vấn đề là cái bản quyền của chú Năm, nó muốn gìn giữ bản quyền của chú Năm lại để kêu bằng là giống như là được thừa hưởng một cái phần nào cuối cùng trong cái bản quyền của chú Năm đó. Thì cũng nghe thông tin nếu như mà cái đợt lần ba này mà phía bên con ve đó mà nó không có đi ra ngoài đó để giữ phiên tòa đó, thì phía bên tòa án người ta cũng sẽ giải quyết cho Hồng Loan thắng kiện, và phía bên BH Maria cũng sẽ kêu bằng là cũng sẽ nói chung là cũng sẽ thưa lại phía bên con ve để cái vấn đề là kêu bằng là cái lúc trước là cũng đã có kêu bằng là cũng đã hai bên cũng đã có kêu bằng là cũng đó một có cái hợp đồng rõ ràng rồi, nhưng mà tại sao tới bây giờ nó thừa nhận và nó công nhận rằng là cái bản quyền nó đang gìn giữ và nó đang chấp nhận rằng là nó là được thừa hưởng của chú Năm, nhưng mà tại sao Hồng Loan là con mà tại sao không được thừa hưởng cái bản quyền của ba mình? Cho nên là từ những cái đó mà khán giả người ta rất là yêu thương. Tại sao khán giả người ta vô comment em, người ta nói Hồng Loan rất là tội nghiệp, rất là yêu thương, rất là kêu bằng là rất là hiền, mà tại sao mà phía bên kia lại tấn công Hồng Loan tới mức độ mà những cái bộ ba tam tai tam sên mà tới bây giờ nó còn cai cứu Hồng Loan. Rồi cái thằng Thấm Tứ Lùng cũng vậy, từ cái lúc mà bỏ mà cái mặt ông vô hàng của Hồng Loan mà Hồng Loan không chấp nhận thì từ những cái đó nó cai cứu, rồi nó lên nó kêu bằng nó lên nó dẫn dắt dư luận rất là nhiều. Bởi vậy có những cô chú anh chị bây giờ đang xuôi và theo hướng bên kia để nói là Hồng Loan sẽ thua kiện trong nay mai, không thể nào thắng kiện được hơn được cái phía bên mẹ con cô Sáu đó. Thì giờ một lần nữa thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều đã vào để ủng hộ kênh những anh em đây, để có những cái động lực để anh em sẽ chia sẻ tiếp cái câu chuyện của phía bên Hồng Loan nha cả nhà. Đó thì mấy bạn chú anh chị nha.